Cách đăng ký thẻ Visa Credit Rakuten mới nhất năm 2024. Xin chào các bạn đã đến với kênh Sundark GP. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách các bạn có thể đăng ký được cái thẻ Visa Credit của bên Rakuten này. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về cái thẻ Credit này. Thì thẻ này chính là một cái thẻ Visa trả sau của bên Rakuten. Thì hay còn ở Nhật thì hay gọi là cái thẻ Credit. Thì cái thẻ này là thẻ Visa trả sau, nên là khi mà các bạn mua sắm và sử dụng cái thẻ của chi tiêu của cái tháng này thì đến tháng sau thì các bạn mới phải trả cái số tiền mà các bạn chi tiêu. Cái việc chi trả thì bên Rakuten họ sẽ trừ thẳng vào cái tài khoản ngân hàng mà các bạn đã liên kết khi mà các bạn đăng ký cái thẻ này. Cách dùng của cái thẻ Rakuten thì các bạn có thể dùng để mua sắm trên online, cũng như là khi mà các bạn mua sắm ở ngoài cái những cái siêu thị ở bên ngoài. Rồi là các bạn có thể đặt vé máy bay, mua vé máy bay trên online, rồi mua điện thoại trả góp, cũng như là đăng ký được những cái sản phẩm như là wifi các kiểu ở trên online. Về lợi ích của cái chiếc thẻ này thì các bạn khi mà các bạn sử dụng cái thẻ này ấy, thì các bạn dùng và nó sẽ được cái hoàn điểm cũng khá là cao. 100 yên thì các bạn sẽ được là một point. Về cái điểm point này thì mình thấy là bên Rakuten là được cái hoàn điểm là cao nhất. Mức uy tín của thẻ cao nên là các bạn có thể sử dụng được nhiều nơi, không mất chi phí duy trì hàng năm. Thì các bạn sử dụng cái thẻ này thì các bạn không có cái mất phí gì hết. Và khi đăng ký thì các bạn còn nhận được cái point, gọi là point khuyến mại, point tặng của cái thẻ này. Đó là các bạn hiện tại thì các bạn sẽ nhận được là 5 cent point cộng với là 1 cent khi mà các bạn đăng ký qua cái đường link của mình giới thiệu. Về điều kiện khi mà đăng ký cái thẻ này, đó là nếu mà những bạn mà dễ đậu thì đó là những bạn có cái visa kỹ sư, hay là những bạn mà thực tập sinh mà có thu nhập cao. Và trước đây cái điều kiện xét để cấp cái thẻ visa này thì cũng khá là khắt khe. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là cái việc mà xét duyệt điều kiện để mà họ xét duyệt thì mình thấy là càng ngày họ cũng xét duyệt dễ hơn. Thì cái thẻ này không phải là thẻ của mình mà thẻ của vợ mình. Mà vợ mình thì là visa phụ thuộc của mình. Và nên siêu của vợ mình thì một năm dưới 200 mark. Nhưng mà khi đăng ký thì vẫn đậu được cái thẻ này. Nên là mình thấy là cái việc đăng ký cũng khá là dễ rồi. Nên là những bạn mà mới có Nhật hay là những bạn mà ở visa thực tập sinh thì ở lâu rồi thì các bạn cũng nên đăng ký xem là nó có được hay không nhé. Và thêm cái điều kiện nữa là các bạn phải có một cái tài khoản ngân hàng để trả gọi là chi phí mà sử dụng hàng tháng. Và cái số điện thoại để các bạn có thể nhận được cái điện thoại bên tổng đài điện để xác nhận thông tin. Thì nếu mà các bạn mà chưa có số điện thoại thì có thể đăng ký ở bên số điện thoại của bên Rakuten này luôn. Đấy là mình giới thiệu qua về cái thẻ Rakuten này. Còn về cách đăng ký thì các bạn có thể xem video của mình hướng dẫn và các bạn cứ làm theo là các bạn đã có thể đăng ký được cái chiếc thẻ này. Còn điều kiện xét duyệt thì tùy thuộc vào cái bên Rakuten, chứ mình không phải là bên cấp thẻ nên là mình cũng không có thể mà sẽ truyền thử cho các bạn. Và không dài dòng nữa thì chúng ta hãy cùng đi vào cái video về cách đăng ký. Đầu tiên để đăng ký được thì các bạn nhấp vào đường link giới thiệu của mình để ở dưới phần mô tả video. Thì các bạn khi mà nhấp vào cái đường link giới thiệu này và đăng ký thì các bạn sẽ nhận thêm được là 1 cent point và nhận được đầy đủ các cái khuyến mại của khi mà các bạn đăng ký thẻ. Tiếp đến thì các bạn đăng nhập cái tài khoản Rakuten của các bạn vào ở đây. Các bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào. Bạn nào mà chưa có tài khoản Rakuten thì có thể xem trong kênh của mình để đăng ký tài khoản. Sau khi điền xong tài khoản rồi thì các bạn nhấn vào login. Và sau đó thì phần đăng ký thẻ nó sẽ xuất hiện như thế này. Ở phần bên trên thì cũng có ghi là cái số point mà các bạn sẽ nhận được, đó là 5 cent cộng với lại là 1 cent mà các bạn đăng ký thông qua một cái đường link giới thiệu đấy. Rồi những phần bên dưới thì là những phần giới thiệu về thẻ Rakuten cũng như là những cái điểm point mà các bạn nhận được và thời gian nhận thì nó ghi cũng cụ thể ở dưới này. Thì các bạn nào mà muốn tham khảo đọc thì các bạn lướt xuống và tham khảo nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn đi vào hướng dẫn cho các bạn đăng ký luôn. Để đăng ký thì các bạn nhấn vào cái phần là Rakuten Kado Moshikomi này. Thì các bạn nhấn vào cái ô màu đỏ đấy, ô trên cũng được, ô dưới cũng được. Sau đó thì các bạn lại đăng nhập cái tài khoản Rakuten của mình một lần nữa. Sau đó thì trang như thế này nó sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ trình tự đăng ký theo những cái bước ở đây là đã hoàn thành được cái quá trình đăng ký thẻ. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cái loại thẻ của cái thẻ mà các bạn đăng ký. Thì ở đây có thẻ Visa, Mastercard, rồi JCB.
Ở đây thì hầu hết là mình đăng ký cái thẻ Visa, vì cái thẻ Visa ấy thì là một cái thẻ nó có gọi là cái quyền lực của nó mạnh hơn những cái thẻ kia, nên là mình giới thiệu cho các bạn là đăng ký thẻ Visa. Sau khi chọn xong rồi thì các bạn sẽ chọn cái gọi là cái màu thẻ cũng như là cái hình ảnh của thẻ. Thì ở đây thì có nhiều loại đấy, các bạn cứ chọn cái mẫu nào mà các bạn yêu thích thì mình chọn loại này. Tiếp đến thì các bạn cái phần bên dưới là các bạn điền cái thông tin cá nhân gồm tên, tên tiếng Việt, tên tiếng Nhật của mình vào. Ở đây thì các bạn phần này thì các bạn điền là họ nhá, chắc họ không thôi. Tiếp đến là cái phần này là phần các bạn điền tên đệm và tên của mình vào. Rồi bên dưới là các bạn điền tên Hiragana, các bạn điền giống như là cái tên tiếng Việt của mình ở bên trên ấy, chỉ là khác ở đây là cái kiểu chữ thôi. Rồi phần chữ Romaji này thì các bạn cũng sửa lại sao cho đúng cái tên của mình nhé. Rồi tiếp đến các bạn sẽ chọn cái giới tính, sau đó thì điền cái ngày tháng năm sinh của mình vào. Ở đây thì mình đã gọi là khi mà đăng ký tài khoản thì mình đã có cái thông tin rồi. Số điện thoại các bạn nhập số điện thoại vào. Ở đây thì mình sửa số điện thoại cũ của mình. Đến cái phần địa chỉ email này thì các bạn giữ nguyên, không cần phải điền gì cả. Rồi đến phần là những cái phần đăng ký để nhận thông báo qua cái mail thì các bạn nên chọn vào phần đăng ký này nhé. Tiếp đến là gồm địa chị, mã số bưu điện và địa chị. Các bạn mà chưa có thì các bạn điền cái mã số bưu điện vào. Sau đó thì điền cái địa chỉ phần còn thiếu ở bên dưới này. Ở ô này thì các bạn điền địa chỉ bằng cái Hán tự. Các bạn điền địa chỉ vào. Nếu mà cái địa chỉ mà các bạn dài quá giống như mình, khi mà mình nhập dài quá thì nó không hợp lệ, thì chúng ta sẽ xóa cái phần ở giữa này, chỉ để lại cái số phòng là ok. Rồi tiếp đến cái phần địa chỉ ở bên dưới này thì chúng ta ghi giống như bên trên, nhưng mà nó chỉ khác là ở đây là chúng ta sẽ ghi bằng chữ katakana. Tất tần tật chúng ta đều phải ghi bằng chữ katakana hết. Ở đây thì các bạn cứ điền đầy đủ những cái ký tự của các bạn vào đây, thì tại vì cái ô này là được cho phép là điền dài hơn. Rồi đến phần này là phần tình trạng hôn nhân gia đình thì các bạn nhấn chọn vào. Nếu mà các bạn đang độc thân ở một mình thì các bạn chọn vào cái ô cuối cùng ấy. Còn mình ở đây thì mình có gia đình và có vợ có con rồi thì các bạn mình chọn vào cái ô đầu. Đến phần tiếp theo là phần điền số người ở cùng. Thì ở đây nếu mà các bạn ở một mình thì chọn số 1, còn ở đây thì mình gia đình mình 4 người thì mình chọn ô cuối cùng. Rồi đến phần chọn loại nhà mà các bạn đang ở. Ở đây thì mình đang ở mansion nên là mình chọn là mansion. Rồi đến phần là chọn cái số năm mà các bạn ở cái tại cái địa chỉ đó. Ở đây thì mình đã ở 5 năm rồi nên là mình chọn cái phần là 3 đến 5 năm. Rồi đến phần là bạn có vay tiền để mua nhà trả góp không? Ở đây thì mình không nên là mình chọn là Nasi. Rồi đến phần là chọn nghề nghiệp hiện tại. Hầu hết ở đây là đều là người đi làm nên là các bạn chọn vào cái phần đầu tiên ấy. Còn phần du học sinh các kiểu thì các bạn chọn ở phần bên dưới. Đến mục này là mục điền niên sưu của mình vào. Thì một năm các bạn thu nhập bao nhiêu thì ước tính thì các bạn điền vào đây. Ở đây thì hầu hết là các bạn nên chọn cái số cao hơn thực tế. Vì khi mà các bạn điền cao thì cái tỷ lệ đậu của các bạn càng cao. Thu nhập của mình thì 400, mình điền là 500. Rồi phần bên dưới là phần thu nhập tổng của cả gia đình. Thì các bạn cứ cộng lại gia đình bạn tầm khoảng bao nhiêu thì các bạn điền vào. Nếu một mình thì các bạn cứ ghi giống như ở trên. Phần này các bạn cũng ghi cao lên, mình thì ghi 800. Rồi đến phần là điền cái số tiền mà các bạn tiết kiệm được trong vòng 1 năm. Ở đây thì mình chọn là trên 300. Rồi đến phần chọn nhận giấy tờ liên quan đến thanh toán thì các bạn chọn cái phần ở nhà này. Rồi phần mục đích sử dụng thẻ thì các bạn nên chọn là mua sắm hàng ngày, chọn vào ô đầu ấy. Rồi đến phần có vay tiền của công ty khác không thì các bạn chọn vào phần Nasi này. Rồi đến phần là Rakuten ID này, chính là cái phần là cho phép thanh toán tại các siêu thị hoặc là Comini. Thì ở đây thì các bạn nên chọn vào nhé. Rồi phần tích điểm bên dưới thì các bạn cũng nên chọn vào Musikomi. Rồi mấy cái phần nạp tiền này thì các bạn cũng để nguyên vậy cũng được. Rồi phần nhận thông báo của Rakuten ID này thì các bạn cũng nên chọn nhận vào nhé. Rồi đến phần liên kết tài khoản để thanh toán cước phí thì các bạn cũng chọn là hình thức là liên kết trên Internet. Thì các bạn sẽ nhấn vào và chọn cái ngân hàng mà các bạn muốn liên kết. Ở đây thì mình chọn là ngân hàng Yucho. Đến phần này là phần thiết lập mật khẩu 4 số của thẻ Rakuten. Thì các bạn lựa chọn vào đây. Sau đó thì nhấn chữ ghi ý. Đến trang tiếp theo là trang liên quan đến công ty. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn cái loại hình thức công ty.
Thì công ty của mình là Kabusuki, thì mình sẽ chọn ở đây thì bạn lưu ý là tên trước, tên Kabusuki trước hay là sau nhé. Sau khi chọn xong thì sẽ điền tên công ty ở phía bên dưới, ở ô đầu tiên thì sẽ điền tên bằng chữ Hán, còn ở dưới sẽ là tên bằng Hiragana. Rồi chọn địa chỉ ở công ty đang ở tỉnh nào thì bạn chọn vào. Rồi điền số điện thoại của công ty vào đây. Đến phần chọn số năm làm việc tại công ty đã làm việc. Thì mình ở đây mình làm việc là 5 năm rồi, thì mình chọn là trên 5 năm. Rồi chức vụ làm việc ở đây thì mình chọn là về bên kỹ thuật. Còn các bạn thì chọn vào cái ngành nghề mà phù hợp với các bạn nhé. Rồi đến phần chọn cấp bậc làm việc trong công ty thì ở đây là mình là Kaizen, mình chọn là Kaizen. Tiếp đến là chọn lĩnh vực hoạt động của công ty. Công ty mình là sản xuất chế tạo thì mình chọn vào phần sản xuất đấy. Rồi các bạn có bằng lái xe hay không? Thì nếu mà không có thì các bạn chọn vào phần Nasi. Còn nếu có thì các bạn nhấn vào phần có này. Rồi điền cái mã trên bằng lái của các bạn. Xong rồi nhấn chữ ghi ý. Đến phần này là phần liên kết tài khoản ngân hàng để trả cái chi phí hàng tháng. Các bạn kéo xuống và nhấn vào cái ô màu đỏ để chúng ta sẽ liên kết tài khoản ngân hàng. Mình chọn liên kết bằng Zalo nên là chọn vào phần là Zalo Ginko, Zalo Web đấy. Sau đó thì nhấn vào cái ô màu xanh. Nhấn ô màu xanh một lần nữa, nhấn đóng. Nhấn đôi sư rừ, sau đó thì nhập 3 chữ số của cái dãy 5 chữ số trước của cái thẻ ngân hàng. Sau đó thì nhấn tiếp tục, nhấn thêm là cái dãy số phía sau, số 1 cuối cùng thì các bạn không cần nhập. Rồi tiếp đến phần bên dưới thì các bạn điền ngày tháng năm sinh, viết năm trước đến tháng đến ngày và không cần phải dấu cách. Rồi các bạn nhập cái số điện thoại mà để bên tổng đài sẽ gửi mã về tin nhắn. Rồi nhấn tiếp tục. Rồi các bạn cứ nhấn tiếp tục cho đến khi bên tổng đài họ sẽ gửi một cái mã về. Các bạn nhập cái mã gồm 5 chữ số vào đây. Rồi các bạn nhấn tiếp tục và sau đó thì nhập mật khẩu 4 số của cái thẻ ngân hàng vào. Và cuối cùng thì nhấn vào ô màu xanh để liên kết. Sau khi liên kết xong thì các bạn kiểm tra lại thông tin. Sau đó thì kéo xuống và chọn vào đôi sư rừ ở chỗ này. Rồi kéo xuống cuối và nhấn Moshikomi để đăng ký. Rồi đến những cái mục đăng ký thêm về dịch vụ thì các bạn muốn chọn đăng ký thêm thì các bạn chọn. Phần NAV này thì các bạn nên chọn nhé. Phần này thì để mà sau này các bạn nhận cái số điểm point khuyến mại nữa nên là các bạn phải đăng ký. Rồi đến phần là vay tiền mặt ở dưới này cũng có là 50 man đấy thì các bạn có thể chọn vào. Đến phần bên dưới này phần đăng ký thẻ ETC là cái thẻ đi cao tốc ấy. Thì bạn nào mà hay đi ô tô đi cao tốc thì đăng ký, còn không thì cũng không nên đăng ký. Vì đăng ký 1 năm thì các bạn sẽ mất phí là 550 yên. Ở những phần dưới này thì hầu hết là mình cũng không đăng ký. Về chứng khoán các kiểu thì mình cũng bỏ chọn luôn. Rồi sau đó các bạn nhấn chữ ghi ý. Rồi các bạn kiểm tra lại thông tin và nhấn Moshikomi để đăng ký. Và như thế này là các bạn đã gửi đơn đăng ký thành công. Bây giờ thì các bạn phải chờ bên Rakuten, nó sẽ xét duyệt hồ sơ của các bạn. Nếu mà hồ sơ các bạn ok thì họ sẽ cấp thẻ cho các bạn. Còn nếu mà không đạt thì họ sẽ cũng thông báo là các bạn không cung cấp thẻ cho các bạn nhé. Để kiểm tra được tình trạng đăng ký thì các bạn vào cái mail mà bên Rakuten gửi cho các bạn đấy. Ở trong này thì có cái phần là các bạn có thể kiểm tra được cái tình trạng xét duyệt của hồ sơ của bạn ở đây. Đấy phần này. Các bạn nhấp vào cái chỗ đường link đấy. Sau đó thì mở ra và điền những cái thông tin của các bạn vào. Đây là điền ngày tháng năm sinh, viết năm đời đến tháng đến ngày. Sau đó thì 4 số cuối của cái số điện thoại của các bạn lúc mà các bạn nhập đăng ký đấy. Rồi nhấn cái chỗ màu vàng ấy. Và nó sẽ hiện ra tình trạng xét duyệt từng bước một. Nếu mà đồng ý thì nó sẽ đi theo các bước là đến bước 6 đấy. Còn nếu mà không đồng ý thì đến bước 4 là có thông báo là không chấp nhận đơn của các bạn rồi. Và đấy là tất tần tật quá trình mà mình hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký thẻ Rakuten. Chúc các bạn đăng ký thẻ thành công nhé. Nếu mà thấy video hữu ích thì có thể cho mình nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn bè của các bạn cùng biết nhé. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.